Đây là nhà Vĩnh Thịnh này. Mặt tiền nó mấy mét đó chú nhỉ? Mặt tiền này phải hơn 7 mét. Bên trong rộng lắm. Có nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh đầy đủ. Có các xếp ngủ. Các xếp ngủ ở trên kia. Được rồi chú ạ, đóng cửa cho cháu. Đây là nhà nghỉ. Băng 2. Thuộc băng 2 đường Mê Ninh. Chỗ này đường to lắm. Đây chuẩn bị đủ nhựa này. Đường hai ô tô tránh nhau. Đây nhà này. Nhà này mặt tiền 7 mét. Đây. Kia là chợ Vĩnh Thịnh cả nhà nhé. Chúng ta sẽ ra đấy nhá. Đây xung quanh người dân ở. Nhà trọ. Đây là thuộc băng 2. Chú ơi, cái đường này là đường gì ấy nhỉ? Đường Mê Linh đúng không? Vâng. Chợ này là chợ Vĩnh Thịnh. Đấy. Từ chợ Vĩnh Thịnh đi ra có đoạn khoảng tầm 100m là ra đến chợ Vĩnh Thịnh. Chỗ này in ra đường nó tôn lên rất là to này. Mặt tiền thì hơn 7m thì xây nhà đẹp rồi. Đây chợ. Đấy. Nhà văn hóa này. Đây chợ này. Rất là đông đúc. Kia đường tôn đức, tự đường Mê Linh. Đất ở đây. Đất kia. Đấy, xe máy của mình ở kia nhá. Đấy, xe máy của mình ấy, ông già đang đóng cửa.